Năm 1279, nước Nam Tống bị tiêu diệt, Trung Quốc hoàn toàn bị Mông Cổ thống trị. Vua Nguyên là Hốt Tất Liệt ráo riết thực hiện âm mưu xâm lược Chăm Ba và Đại Việt để làm cầu nối xâm lược và thôn tính các nước ở phía Nam Trung Quốc. Kế hoạch của nhà Nguyên định làm Chăm Ba làm bàn đạp tấn công nước ta, bước đầu tan vỡ. Cuối tháng 1 năm 1285, 50 vạn quân Nguyên do Thoát Hoang chỉ huy tràn vào xâm lược Đại Việt. Sau một số trận chiến đấu chặn giặc ở biên giới, Trần Quốc Tuấn cho lưu quân về Vạn Kiếp, Chí Linh, Hải Dương. Nghe tin quân của Trần Quốc Tuấn không chặn được giặc phải lui, vua Trần lo lắng, bỏ cả ăn cơm, vội vã đi thuyền đến gặp và hỏi Quốc Tuấn thế giặc mạnh giết hại nhân dân tàn bạo, có nên hàng giặc không? Trần Quốc Tuấn trả lời, bệ hạ muốn hàng giặc thì trước hết hãy chém đầu thần rồi hãy hàng. Thấy thế giặc mạnh, một số quý tộc nhà Trần đầu hàng giặc, cuộc kháng chiến gặp rất nhiều khó khăn. Cùng lúc đó, Thoát Hoang tự mình chỉ huy một lực lượng mạnh, mở cuộc tấn công đánh xuống phía Nam, nhằm tạo thế gọng kìm, hòng tiêu diệt quân chủ lực của ta và bắt sống bộ đầu não của cuộc kháng chiến. Trước tình thế nguy cấp, Trần Quốc Tuấn phải ra lệnh rút lui để củng cố lực lượng chuẩn bị cho một cuộc phản công tiêu diệt quân địch. Muôn tâu bệ hạ, giờ đây thế giặc đang ngày càng hùng mạnh, theo thần ta cần có thêm thời gian để củng cố lại lực lượng, tổ chức chiến đấu với mong muốn giành thắng lợi. Về việc này, trẫm đã hỏi qua Thái Thượng Hoàng và cùng bàn ra kế sách tạm thời đình chiến với quân Nguyên, đó là Mỹ Nhân Kế. Bấy giờ, tướng Trần Khắc Trung được sai đi sứ để làm chậm tốc độ tiến quân của giặc nhưng không có kết quả. Trong lúc đó, cần phải có thời gian để củng cố lực lượng tổ chức chiến đấu, phản công. Kế sách đối phó hữu hiệu nhất là Mỹ Nhân Kế. Vì vậy, vua Trần Thánh Tông bất đắc dĩ phải dùng đến sắc đẹp tài hoa tuyệt vời của người con gái út yêu quý của mình là công chúa An Tư. An Tư công chúa được gả sang chạy giặc với tư cách là một vật cống nạp. Nhưng một số nước ghi chép nói cô đã làm nhiệm vụ mật báo nhiều tin tức quan trọng, là một điệp viên cao cấp của nhà Trần. Mời các khanh cùng năng lý ta nào. Cấp báo có Ô Mã tướng quân ta gặp ạ. Được. Tham kiến đại dương. Miễn lại. Muôn tâu đại dương, tại sao đã hai canh vừa qua mà thần vẫn chưa nghe thấy tin tức gì từ chiến trường báo về? Ngươi đừng quá lo lắng, quân Đại Việt đang hấp hổn trước nước ta, còn công chúa An Tư thì đang cống nạp cho ta mà. Đại dương, người đừng để trốn gian kế của bọn người giao chỉ, dùng Mỹ Nhân Kế để làm chậm bước tiến của quân ta trong cuộc Nam Chinh. Ta đang rất vui, ngươi đừng làm ta mất hứng. Đại dương, người đừng mãi đắm chìm trong tủ sắt, nếu người tiếp tục giữ An Tư bên mình, e rằng nguyên triều sẽ đại bại. Ô Mã Nhi, nhưng không được xác sự với ta, nếu không thì đừng trách quân mới đâu bắt Ô Mã Nhi vào ngục tới. Không, đại dương, người phải tinh thần. Không, đại dương, đại dương. Nơi đây bây giờ là của chúng ta.
âm mưu của nàng đã bị ta phát hiện. Đừng mong mà toàn mạng. Cấp báo. Không xong rồi đại dương ơi, quân Đại Việt đang bao vây khắp nơi. Cái gì? Tại sao không một ai báo cho ta biết? Ngươi không nhớ sao, chính ngươi là người đã ra lệnh không cho ai bước vào đây khi đang ở cạnh ta mà. Nàng chỉ trong vòng một tháng quân ta phải phản công, trong khi đó ngươi đang nắm chìm trong tủ sắt. An Tư, ta hết một yêu thương nàng, mà tại sao nàng lại làm như vậy với ta? Ngươi hãy tự hỏi lại bọn Mông Nguyên của nhà ngươi xem đã tàn phá quê hương đất nước ta như thế nào. Ta chỉ chờ có cơ hội để được lóc da xẻo thịt của từng người các ngươi. Bây giờ quân ta đã chiến thắng, các ngươi đã hãm bại rồi. Không, không thể nào như vậy được. Không, không thể như vậy được. Người cứ giết ta đi, dù sao ta cũng đã trả nợ cho đất nước rồi hả? Được, vậy thì ngươi phải chết. Người đâu, bắt An Tư. Đất Việt trời Nam độc lập muôn đời. Đất Việt trời Nam độc lập muôn đời. Đại Việt, chạy, chạy mau, chạy. Lúc nhà ngươi đang đắm chìm trong tử sắc, tao ngờ quân Trần Quang Khải của ta đã bao vây bớt Dương Dương. Nhà ngoài giang hậu Trần Quốc Toản đã chiếm được dùng tay kết Dương Quốc và ngũ lão đã hại quân Nguyên chiếm tại giả kia. Nhưng mà quân Trần dân dân đã phục kích một giây, giờ đây cửa hầm tử đã trở về tay đại gì. Vậy là sứ mệnh của nàng đã hoàn thành, tấm thân trung trinh của nàng cũng đã vì non sông xuất lực. Dù nhà Trần và sử sách có lãng quên An Tư công chúa, thì sự hy sinh thầm lặng của một nữ trung hào kiệt như nàng vẫn được người đời sau trân trọng và nhớ mãi. Đập tan tham vọng và ý chí xâm lược Đại Việt của đế chế Nguyên, bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc, khẳng định sức mạnh của dân tộc Việt Nam, nâng cao lòng tự hào, tự cường dân tộc, củng cố niềm tin cho nhân dân ta, góp phần xây đắp nên truyền thống quân sự vẻ vang của dân tộc, góp phần ngăn chặn cuộc xâm lược của quân Nguyên đối với Nhật Bản và các nước phương Nam. Bài học về xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tổ chức và chuẩn bị lực lượng kháng chiến, chấp thời cơ phản công bất ngờ, xử sinh và bảo vệ đất nước, cống hiến hết sức mình cho đất nước, đoàn kết toàn dân, chung sức xây dựng đất nước, bảo vệ tổ quốc trước các thế lực thù địch, nắm chắc tình hình, đánh giá đúng điểm mạnh, điểm yếu, sở trường, sở đoạn của giặc, có sự chỉ đạo chiến lược nhất quán và xuyên suốt, học tập thật giỏi để sau này gây dựng nên đất nước tốt đẹp hơn.